Về đi chích mát, tới Giáng sinh rồi, đi phát bà cha mấy cháu thôi nào. Có quà để chơi Giáng sinh rồi. Anh siêu nhân nhện ơi, ông già Noel đã bị khủng long bắt cóc rồi. Anh có thể nào giúp em giải cứu ông già Noel được không? Được, anh sẽ giúp em giải cứu ông già Noel khỏi khủng long xấu xa. Khủng long đâu? Hãy đi thả ông già Noel ra. Cảm ơn ngươi đã giải cứu ta khỏi khủng long. Ta cũng có những món quà tặng cho ngươi đây. Tất cả những món quà này ta sẽ tặng cho ngươi. Wow, thật là nhiều đồ chơi. Cảm ơn ông già Noel. Mình sẽ mở hộp quà đầu tiên ông già Noel tặng cho mình nha. Đây, một hộp quà rất là bự luôn các bạn. Wow, đẹp chưa? Đó, có hình khủng long nữa này. Ồ, thích quá các bạn ơi. Mình sẽ mở ra và cùng nhau chơi nha. Wow, đây là một món quà công viên khủng long này các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Wow, các bạn xem này. Ở đây mình có những cầu trượt này các bạn ơi. Đó, có những chiếc xe nhỏ này, màu đỏ này. Chiếc xe cứu thương màu trắng này. Đó, đẹp chưa? Wow, xe cứu hỏa nữa các bạn. Rất là nhiều chiếc xe luôn. Còn đây là một chú khủng long rất là bự nha. Mình có thể lái ra được luôn các bạn. Đó, hay chưa? Miệng rất là bự luôn này. Wow, nhiều răng chưa các bạn? À, mình sẽ gắn lại nha. Khởi động công viên đồ chơi này lên nha. Wow, có đèn sáng này. Đó, khủng long hả miệng thôi này các bạn. Cho chiếc xe này chạy nè các bạn. Wow, chạy xuống nè. Này, mình sẽ lái khủng long ra cho các bạn xem rõ hơn nha. À, chiếc xe được đưa lên đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho chiếc xe màu đỏ này chạy nữa nha. Wow, chạy nha. Rồi, các bạn xem này. Đó, chiếc xe này chạy xuống nữa rồi này các bạn. Rồi, mình sẽ cho những chiếc xe này chạy luôn nha. Đây, chạy nào. Đó. Wow, những chiếc xe này bị mắc kẹt rồi các bạn ơi. Mình sẽ hỗ trợ nha. À, chiếc xe màu đỏ chạy xuống nữa rồi nha. Wow, hay chưa? Chạy này, chiếc xe màu trắng ra này. Khám phá xong một món đồ chơi đầu tiên rồi này các bạn. Giờ mình sẽ tắt đi nha. Đó, bên trong mình còn rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn. Wow, mình sẽ chọn một món đồ chơi nữa nha. Đây các bạn ơi, mình thấy ở đây có một cái hộp đồ chơi nhỏ nhỏ này. Mình sẽ mở ra xem bên trong là món đồ chơi gì nha. Wow, là một chiếc xe cảnh sát này. Chiếc xe này có màu đỏ rất là đẹp luôn. Có từ bolit này. Đó, có đèn ưu tiên nữa nha. Nhìn ngầu chưa các bạn ơi. Wow, kính màu đen này. Đó, đầu xe rất là đẹp luôn các bạn. Wow, quá là thích luôn nha. Đó, chiếc xe biến hình được kìa các bạn. Wow, thì ra đây là một chiếc xe biến hình robot nha. Đẹp chưa các bạn. Đó. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Đó, biến hình rồi đó các bạn. À, chắc đây là một robot cảnh sát này các bạn ơi. Đó, quá là đẹp luôn nha. Wow, món đồ chơi này cũng rất là thú vị luôn các bạn. Wow, đẹp lắm luôn nha. Ok, món đồ chơi thứ hai đã được mình khám phá rồi này. Mình sẽ tắt nha. Rồi, bên trong mình còn nhiều đồ chơi lắm luôn nha. Đây, hộp đồ chơi tiếp theo này. Mình sẽ mở hộp đồ chơi này ra luôn. Đây là món đồ chơi gì đó các bạn ơi. Hình như là đã bị rơi ra rồi các bạn. Gắn lại nha. Đó. À, đây chính là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn. Wow, chiếc xe này có màu vàng rất là đẹp luôn nha. Cabin có màu đen này. Gầm một cát có màu đen này. Bánh xe có màu đen này. Ở đây có một cái vả cầu này các bạn. Đó, bánh xe xe rồi này các bạn. Wow, có đèn sáng ở vả cầu này nữa nha. Âm thanh rất là ngầu luôn các bạn. Đó, động cơ của xe đó các bạn. Wow, chiếc xe này có nhạc nữa nha. À, phía sau cũng có đèn sáng này. Đó, rất là nhiều màu sắc luôn. Đẹp lắm luôn các bạn. Wow, món đồ chơi này mình cũng rất là thích luôn nha. Hôm nay mình được ông già Noel tặng rất là nhiều quà luôn các bạn.
Đó. Wow. Thích chưa? Chạy lại đây nha. Ok, mình đã khám phá xong món đồ chơi tiếp theo rồi này các bạn. Mình sẽ tắt đi nha. Mình thấy cái hộp đồ chơi này rất là bự luôn. Đó. Không biết bên trong là món đồ chơi gì đấy các bạn ơi. Nhưng mà trên hộp này có rất là nhiều hình luôn nha. Này các bạn xem, rất là nhiều chú chó dễ thương luôn đúng không? Mình sẽ mở ra xem bên trong có phải là những chú chó đáng yêu này không nha. Ồ, đúng rồi này các bạn ơi. Đây chính là một bộ sưu tập đồ chơi những chú chó cứu hộ này. Wow, nhiều chú chó chưa các bạn? Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chú chó cứu hộ này. Mình sẽ khám phá từng chú chó này nha. Ok, mình sẽ lấy chú chó đầu tiên này các bạn. À, để xem đây là chú chó gì nào. Wow, đây chính là Rubble nha các bạn ơi. Biệt đội chó cứu hộ này. Để xem đây là chú chó nào đây. Đây chính là chú chó Tray nha các bạn ơi. Chú chó cảnh sát này đó, đang đội một cái nón cảnh sát này các bạn, ngồi trên một chiếc xe cảnh sát nữa nha. Đẹp chưa? Wow, chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Tiếp tục nha. Đây, xem đây là ai đây. Đây chính là Zuma nha các bạn ơi. Zuma đang ngồi trên một chiếc phi thuyền này đó. Chiếc phi thuyền này có hai động cơ luôn nha. Wow, mình nghĩ chiếc phi thuyền này rất là mạnh luôn đó các bạn. Để xem chiếc phi thuyền này chạy nhanh không nha. Wow, chạy cũng rất là nhanh luôn đó. Ở đây mình có rất là nhiều huy hiệu luôn này các bạn. Đây chính là huy hiệu của Rubble này đó. Huy hiệu của Tray này. Huy hiệu của Zuma này. Rồi tiếp tục nha. Đây các bạn ơi, một chiếc máy bay trực thăng này. Thì ra đây chính là Sky nha các bạn. Đó, xoay cánh máy bay này. Wow, bay nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nha. Wow, những món đồ chơi này chơi vui quá các bạn ơi. Đó, tiếp theo nha. Bị rơi cái đầu ra rồi các bạn ơi. Đây chính là Muscle nha các bạn. Mình sẽ gắn lại này. Đó, ok chưa? Muscle đang ngồi trên một chiếc xe cứu hỏa này các bạn. Đó, chiếc xe có màu đỏ rất là đẹp luôn. Khuôn mặt của Muscle rất là trắng luôn nha. Đội một cái nón cứu hộ màu đỏ nữa này. Rồi, mình sẽ cho Muscle đi cứu hỏa nha. Wow, chạy nhanh chưa các bạn? Rồi, chú chó cuối cùng này. Để xem đây là chú chó gì nào. Wow, đây chính là Rocky nha các bạn ơi. Đó, Rocky đang ngồi trên một chiếc xe làm vệ sinh môi trường này các bạn ơi. Đó chính là xe chở rác đó các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Này, đội một cái nón màu xanh lá này. Chiếc xe cũng có màu xanh lá luôn nha. Wow, hộp đồ chơi này rất là bự nữa này. Đó, đẹp chưa các bạn? Hộp đồ chơi mới quá các bạn ơi. Không biết bên trong là món đồ chơi gì nữa đây. Ông già Noel tặng cho mình nhưng không nói cho mình biết đây là đồ chơi gì nha. Mình phải mở ra mới biết được các bạn. Đó. Này, wow, đây là một chiếc xe điều khiển các bạn ơi. Wow, chiếc xe rất là đẹp luôn. Đó, chiếc xe rất là nhiều bánh xe luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bánh xe luôn nha. Hình như đây là một con khủng long đó các bạn. Đó, xem này, nhúng của xe cũng rất là êm luôn nha. Còn đây chính là bộ điều khiển này, dùng để điều khiển chiếc xe này đó các bạn. Đó, mình có hai cái nút điều khiển màu đỏ này. Bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe này lên và thử điều khiển nha. Rồi, mình ấn thử nha các bạn. Wow, chiếc xe rất là mạnh luôn, chạy rất là nhanh luôn các bạn. Này, các bạn xem này. Wow, chạy nhanh chưa các bạn? Quay lại nha. Wow, quá là nhanh luôn. Wow, thích chưa các bạn ơi? Món đồ chơi xe điều khiển này chơi rất là đã luôn nha. Đó, chạy một vòng nữa nào. Wow, thích quá các bạn. Ok, như vậy là mình đã khám phá xong một món đồ chơi xe điều khiển nữa rồi này các bạn ơi. Một chiếc xe chơi rất là vui luôn nha. Wow, rất là thích luôn. Đó, đẹp lắm luôn các bạn. Mình còn một hộp đồ chơi cuối cùng này. Để mình mở ra xem bên trong là món đồ chơi gì nữa nha. Có phải là một chiếc xe điều khiển nữa không nha các bạn. Đúng rồi này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe điều khiển nữa này. Nhưng mà là một chiếc xe ủi nha. Đó,
xe ủi cát đó các bạn. Wow, bộ điều khiển còn rất là đẹp luôn, có màu vàng luôn này, cũng có hai cái nút điều khiển màu đen này các bạn. Nhìn chiếc xe rất là ngầu luôn nha. Đó, cabin của xe này, chiếc xe chạy bằng bánh xích nữa này các bạn. Còn đây chính là gầu ủi cát nha. Ok, mình sẽ khởi động chiếc xe này lên và thử học điều khiển chiếc xe này nữa nha. Đó, có đèn sáng bên trong rồi này các bạn. Wow, bây giờ mình thử ấn cái nút này nha. Nút này là chạy tới chạy lui nè các bạn. Đó, chạy lui này, chạy tới này. Rồi, ấn nút này nữa nha. Nút của trái của phải đó các bạn ơi. Wow, xoay chiếc xe được luôn nha. Chiếc xe khá là mạnh đó các bạn. Đó, thích chưa? Chạy tới này, mình sẽ ủi couple nha. Rồi, tiếp tục nào. Mình sẽ ủi Yuma nha. Đó. Này, ủi Sky nha các bạn. Wow. Mình sẽ ủi Rocky nha. Đó. Mình sẽ ủi Trai Cảnh Sát nha. Wow. Cuối cùng sẽ là Muscle nha các bạn. Này, ủi Muscle luôn. Té luôn này. Wow. Món đồ chơi này chơi vui chưa các bạn ơi? Vậy là hôm nay mình đã giải cứu ông già Noel khỏi khủng long và được ông già Noel tặng được rất là nhiều đồ chơi luôn này. Mình đã cùng với các bạn chơi rất là vui rồi. Bây giờ mình sẽ mang những món đồ chơi này về nhà mình cất nha. Bye bye các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo nữa nha.